À, các bạn, đây là đơn của anh khách nha các bạn. Đơn của anh khách nha. Một động cơ 24V qua giảm tốc. Cái loại này là gọi là siêu tải nha. Tải rất là lớn. Ok, thì cái bo này nó mới về nè. Mình đặt hàng lâu rồi xong nó rất là chậm trễ nha. Thì trên bo nó có công tắc hai chiều các bạn. Tắt hai chiều nha. Mình cứ để bấm là nó chạy thôi nha. Tắt hai chiều. Còn cái núm này núm chỉnh tốc độ nè, thì mình cứ bấm ở giữa thì nó dừng nha các bạn, ở giữa nó không có chạy nha. Bấm chỉnh lên. Độ này là siêu khỏe. Ok, video test cho anh khách nha. Với lại cái này nó có thắng nha. Khi mình bấm á, đồng thời nó sẽ mở thắng luôn các bạn. Mở thắng luôn, chạy luôn nha.